Lê Minh xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, vào tháng 3 năm nay, tướng Mark Milley, cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết tại phiên điều trần ở Hạ viện rằng 60% quân nhân tại ngũ của Mỹ đang ở trạng thái sẵn sàng cao nhất và có thể triển khai chiến đấu trong vòng chưa đầy 30 ngày. Quân đội Mỹ đã sẵn sàng và luôn sẵn sàng như vậy. Tiết lộ công khai sức mạnh như vậy, phải chăng người Mỹ đang ngầm ý rằng quân đội của mình có thể tiến vào Tây Thái Bình Dương bất cứ lúc nào để chế áp Trung Quốc, đối thủ ngày càng khó chịu hơn của mình? Vậy thì con số 60% quân nhân sẵn sàng chiến đấu ấy có ý nghĩa như thế nào? Họ bao gồm những ai? Với những thiết bị vũ khí gì? Xin quý vị hãy cùng Lê Minh giải đáp nghi vấn đó trong chương trình ngày hôm nay. Hiện tại, tổng quân số tại ngũ của quân đội Mỹ là vào khoảng 1,33 triệu người và 60% quân số đang sẵn sàng chiến đấu của họ là khoảng 800.000 người. Ngoài ra, quân đội Mỹ còn khoảng 800.000 lính dự bị liên tục được huấn luyện bằng những chương trình chuyên nghiệp nhất. Lục quân Mỹ có quân số đông nhất với khoảng 460.000 người, nhưng không phải là chủ lực để triển khai mặt trận trong 30 ngày. Chúng ta hãy thử tưởng tượng, nếu Trung Quốc và Mỹ phát sinh xung đột, lực lượng mặt đất sẽ gần như không có cơ hội tiếp xúc trên quy mô lớn. Quân đội Mỹ sẽ chỉ triển khai thêm các đơn vị tên lửa phòng không đến các căn cứ khác nhau ở Tây Thái Bình Dương. Quân đội Mỹ vừa được trang bị tên lửa đất đối đất siêu thanh và chúng sẽ được triển khai nhanh chóng sau khi được đưa vào sử dụng với số lượng lớn. Hầu hết các đơn vị lục quân còn lại tạm thời sẽ không triển khai. Quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc với quân số khoảng 20.000 người. Nếu phát hiện biến động ở Triều Tiên, có thể sẽ chi viện một cách thích hợp. Trong giai đoạn sau của cuộc chiến, nếu quân đội Mỹ quyết định tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn và trực tiếp đánh chiếm chính quyền Bắc Kinh, lực lượng chính của quân đội sẽ được điều động. Hải quân Mỹ hiện có khoảng 350.000 quân nhân, lực lượng không quân có khoảng 330.000 người và thủy quân lục chiến Mỹ có khoảng 180.000 binh sĩ, tổng cộng là vào khoảng 860.000 người. Hải quân Mỹ từng tuyên bố để đối phó với cuộc chiến ở Tây Thái Bình Dương, họ có thể đưa vào đây 2/3 số tàu chiến của mình. Lực lượng không quân Mỹ sẽ đảm nhận nhiều vụ tấn công hơn, đã có một số lượng lớn máy bay oanh tạc, cũng có một số lượng lớn máy bay chiến đấu đa năng và máy bay tấn công, hơn 2/3 có thể sẽ được đưa vào trận. Thủy quân lục chiến Mỹ đóng tại Nhật Bản, có quân số khoảng 18.000 người, khả năng đụng độ quy mô lớn với lực lượng mặt đất của Trung Quốc cũng khá nhỏ, chỉ cần tăng thêm một phần quân số một cách thích hợp với tổng số sẽ không vượt quá 1/3 đến 1/4 quân số, ước tính từ 45.000 đến 60.000 người. Như vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là Hải quân Mỹ có thể sẽ triển khai được bao nhiêu tàu chiến? Hải quân Mỹ có 10 hàng không mẫu hạm lớp Nimitz và 1 hàng không mẫu hạm lớp Ford, 1 chiếc được triển khai cố định tại Nhật Bản và 1 chiếc được triển khai luân phiên ở Tây Thái Bình Dương. 60% trong số chúng sẽ được triển khai trong vòng 30 ngày, tức là 6 chiếc hàng không mẫu hạm. Ngoài ra, Mỹ có thể huy động tổng cộng 240 đến 288 chiếc máy bay chiến đấu F-35C và FA-18EF được triển khai cùng với hàng không mẫu hạm, khoảng 24 đến 36 máy bay cảnh báo sớm E-2CD, khoảng 24 đến 36 máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, khoảng 180 đến 200 máy bay trực thăng các loại khác. Quân đội Mỹ hiện có 9 tàu tấn công đổ bộ đang hoạt động, một chiếc trong đó được triển khai thường trực tại Nhật Bản và một chiếc được triển khai luân phiên ở Tây Thái Bình Dương. 60% trong số đó sẽ được triển khai trong 30 ngày, tức là sẽ có 5 tàu tấn công đổ bộ. Một số trong số chúng có thể được chuyển đổi thành hàng không mẫu hạm hạng nhẹ trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, và mỗi tàu có thể vận chuyển nhiều nhất 20 chiếc máy bay chiến đấu F-35B, còn vận chuyển theo mô thức tiêu chuẩn thì là 6 chiếc. Quân đội Mỹ có 70 tàu khu trục lớp Aleksandr, 17 tàu tuần dương lớp Ticonderoga và 3 tàu khu trục tàng hình lớp Zumwalt. Hạm đội 7 của Mỹ thông thường triển khai từ 10 đến 14 tàu khu trục hoặc tuần dương hạm. 60% số tàu khu trục và tàu tuần dương được triển khai trong 30 ngày. Tổng cộng sẽ là vào khoảng 54 tàu. Nếu triển khai 2/3 số lượng thì nó sẽ rơi vào khoảng 60 tàu. Ngoài ra, hạm đội 7 có từ 8 đến 12 tàu ngầm tấn công thường trực. Quân đội Mỹ có 50 tàu ngầm tấn công đang tại ngũ và 4 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio chuyển đổi thành tàu ngầm tên lửa thông thường. 60% trong số đó sẽ được triển khai, tương đương với khoảng 32 tàu. Và nếu triển khai 2/3 số lượng thì sẽ rơi vào khoảng 36 tàu. Vậy thì không quân Mỹ có thể triển khai bao nhiêu máy bay chiến đấu đây? Vâng thưa quý vị, 60% hoặc 2/3 các loại máy bay chiến đấu hiện đang phục vụ trong quân đội Mỹ
sẽ được triển khai tiền tuyến trong 30 ngày. Đại khái là sẽ có một số loại chính như sau: từ 109 đến 122 chiếc F-22, 186 đến 207 chiếc F-35A, từ 245 đến 272 chiếc F-15C, EX, 465 đến 517 chiếc F-16C, từ 24 đến 29 chiếc B-1B, từ 43 đến 48 chiếc B-52H và khoảng 12 chiếc B-2 nữa. Ngoài ra còn chưa kể đến hàng trăm cường kích, máy bay cảnh báo sớm, máy bay trinh sát, UAV, máy bay tiếp dầu, vận tải cơ khác nữa. Như vậy là sẽ có hàng nghìn chiếc máy bay của Mỹ bay dập trời nếu như chiến tranh nổ ra ở Tây Thái Bình Dương. Vâng, không quân chính là một trong những niềm tự hào của người Mỹ. Chiến tranh với Trung Quốc chính là thời điểm không thể thích hợp hơn để người Mỹ phô diễn sức mạnh không quân của mình. Tướng Mark Milley lúc đó còn cho biết 10% quân số của họ có thể được triển khai trong vòng chưa đầy 96 giờ. Những gì quân đội Mỹ có thể triển khai trong vòng 96 giờ chủ yếu là các loại máy bay chiến đấu và lính dù. Sư đoàn dù số 82 và sư đoàn dù số 101 của quân đội Mỹ có thể được triển khai trên toàn cầu với sự hợp tác của không quân. Thủy quân lục chiến Mỹ chủ yếu được triển khai cơ động với các tàu tấn công đổ bộ của Hải quân. Quân đội Mỹ sẽ triển khai 5 tàu tấn công đổ bộ có lượng choán nước khoảng 40.000 tấn. Mỗi chiếc có thể chở gần 1.900 lính thủy đánh bộ, 22 tàu đổ bộ cỡ lớn có lượng choán nước từ 15.000 đến 25.000 tấn, có thể triển khai ở tiền tuyến 13 đến 15 tàu. Mỗi tàu này thì có thể chở tới tối đa là 699 lính thủy đánh bộ, còn có 124 giường bệnh. Những tàu đổ bộ lớn này có thể mang theo tàu đệm khí, tàu đổ bộ, phương tiện chiến đấu đổ bộ và cả máy bay trực thăng nữa. Nhiệm vụ số 1 của Thủy quân lục chiến Mỹ trong những ngày đầu phải là đánh chiếm các đảo, bãi đá ngầm trên Biển Đông. Nhiệm vụ thứ 2 là triển khai rải rác lực lượng ra một số đảo nhỏ. Các tàu đệm khí sẽ vận chuyển phương tiện phóng tên lửa tấn công hải quân vào bờ hoặc tiếp nhận hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS được vận chuyển bằng máy bay để hỗ trợ kiểm soát các vùng biển hoặc đảo có liên quan. Không có bất kỳ nhiệm vụ nào trong số này yêu cầu số lượng lớn binh lính cả. Một số nhân sự và thiết bị của Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ được cơ động trên biển với các tàu đổ bộ cỡ lớn. Nếu một số đảo thuộc quần đảo Ryukyu của Nhật Bản bị quân đội Trung Quốc đe dọa hoặc là bị quân đội Trung Quốc chiếm giữ, lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ nhanh chóng tiếp viện hoặc triển khai chiến dịch chống đổ bộ. Thủy quân lục chiến Mỹ có ít nhất 125 máy bay chiến đấu F-35B-C, một số được triển khai tại Nhật Bản và hầu hết chúng sẽ được triển khai trước trong vòng 30 ngày. Ngoài ra còn có 182 chiếc máy bay chiến đấu FA-18ABCD Super Hornet, còn có 600 máy bay trực thăng các loại và một phần đáng kể cũng sẽ được triển khai ở mặt trận tiền phương. Nếu tuyến phòng thủ của lực lượng phòng thủ Đài Loan liên tục bị chọc thủng và quân đội Trung Quốc đổ bộ lên hòn đảo này với quy mô lớn, thì Thủy quân lục chiến Mỹ có thể sẽ gia tăng viện trợ và đổ bộ lên Đài Loan với số lượng lớn. Điều đó có nghĩa là trường hợp quân đội Mỹ không giành được quyền kiểm soát trên không và trên biển, cho phép hạm đội đổ bộ của Trung Quốc hoạt động tự do ở eo biển Đài Loan. Thế nhưng mà tỷ lệ phát sinh tình huống này là rất nhỏ, bởi vì thường thì Mỹ sẽ luôn luôn chiếm được lợi thế trên không và trên biển. Vấn đề đây thì có người hỏi rằng là vậy thì ở bên kia chiến tuyến thì quân đội Trung Quốc lẽ nào là chịu nằm im sao? Họ có thể triển khai được bao nhiêu quân trong vòng 30 ngày đây? Gần một nửa lực lượng mặt đất của Trung Quốc có thể sẽ được huy động. Lực lượng thủy quân lục chiến Trung Quốc có khoảng 40.000 binh sĩ, mỗi bên chiếm khoảng 1/3 của chiến khu miền Đông, chiến khu miền Nam và chiến khu miền Bắc, nhưng đều không ở hướng tấn công chủ yếu gần với Đài Bắc. Họ cần tập hợp bằng thuyền hoặc xe lửa đến cảng Ninh Đức và Phúc Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến. 6 lữ đoàn đổ bộ của 3 tập đoàn quân gồm nhiều quân đoàn hoặc sư đoàn của Trung Quốc có thể cũng sẽ tập trung tại cùng một địa điểm. Khoảng 80.000 quân trong số này là lực lượng chính để đổ bộ trong giai đoạn đầu. Các tàu đổ bộ hiện tại của Trung Quốc có thể vận chuyển khoảng 20.000 người trong một lần. Trạm Giang ở chiến khu miền Nam và Thượng Hải ở chiến khu miền Đông, mỗi nơi có khoảng một nửa số tàu đổ bộ khả năng cao là sẽ tập trung ở cảng Ninh Đức và cảng Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến. Ngoài ra, cũng cần phải trưng dụng một số lượng lớn tàu ro-ro dân dụng. Tập đoàn quân 72 và tập đoàn quân 73 ở chiến khu miền Đông, cộng với một tập đoàn quân được điều động từ các chiến khu khác, 6 tập đoàn quân có tổng cộng khoảng 400.000 người. Gần bằng một nửa của 13 tập đoàn quân. Chiến khu phía Nam chỉ còn lại một tập đoàn quân, năng lực phòng ngự sẽ rất yếu kém. Sau khi chiến khu miền Trung và chiến khu miền Bắc bị điều động, việc phòng thủ biển Hoa Đông và các vùng biển Hoàng Hải cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Còn Hải quân Trung Quốc thì sao? Họ có thể điều động ít hơn một nửa lực lượng. Hạm đội biển Hoa Đông của Trung Quốc khả năng cao sẽ giành quyền kiểm soát vùng biển phía Tây Đài Loan.
Các tàu chiến chủ lực của hạm đội biển Hoa Đông chính là 8 tàu khu trục Type 052D, ước tính là không đủ. Có 4 tàu khu trục Type 052C sản xuất thử nghiệm giai đoạn đầu, khả năng tham chiến vẫn còn là ẩn số. 4 tàu khu trục đời cũ nhập từ Nga, không biết có tham chiến được không. Có 14 khinh hạm Type 054A và 054, nhiệm vụ chủ yếu chỉ là hộ tống đội tàu đổ bộ. Đối thủ chủ yếu của các tàu chiến này trên biển là 4 tàu khu trục lớp Gearing, 10 tàu chiến Fritz, 6 tàu chiến Fritz lớp Canding và 31 tàu cao tốc tên lửa. Một số tàu khu trục hạng nhẹ 056A của Trung Quốc cũng sẽ được điều động. Tàu chiến Trung Quốc có thể không dám áp sát Đài Loan vì lo ngại tên lửa chống hạm đất đối đất của Đài Loan, nhưng lại không thể chống lại đòn không kích của quân đội Mỹ và máy bay chiến đấu Đài Loan. Các tàu ngầm chạy bằng năng lượng thông thường của hạm đội biển Hoa Đông cũng sẽ được điều động, nhưng chúng rất dễ bị phát hiện ở vùng nước đông của eo biển Đài Loan và phía bắc Đài Loan. Các tàu chiến chủ lực của hạm đội Bắc Hải của Trung Quốc là hàng không mẫu hạm Liêu Ninh có thể vượt qua eo biển Miyako trước thời hạn và tranh giành ưu thế trên biển với Mỹ và Nhật Bản ở vùng biển Philippines. Tuy nhiên, số lượng tiêm kích J-15 ít ỏi của Trung Quốc sẽ bất lực trước 3-4 hạm đội hàng không mẫu hạm của Mỹ với nhiều loại máy bay chiến đấu và tàu ngầm tiên tiến. Hải quân Trung Quốc còn có 4 tàu khu trục Type 055 và 2 chiếc có thể được phái đi cùng với hàng không mẫu hạm. 8 tàu khu trục Type 052D, ít nhất 2 chiếc có thể được điều động cùng với hàng không mẫu hạm. 2 tàu khu trục Type 051C và 052 sản xuất thử nghiệm giai đoạn đầu, chưa rõ là có tham chiến được hay không. 9 khinh hạm Type 054A và 1 hoặc 2 tàu có thể được điều động cùng với hàng không mẫu hạm. Hạm đội Bắc Hải còn lại 2 tàu khu trục Type 055, 6 tàu khu trục Type 052D và khinh hạm 054A nhiều khả năng cũng sẽ không dám điều động dễ dàng bởi lực lượng phòng thủ biển Hoa Đông và Hoàng Hải hiện giờ đã quá căng thẳng. Hành động của tàu chiến Trung Quốc đi vòng quanh, đi qua quần đảo Nhật Bản, thậm chí đe dọa Alaska hoặc quần đảo Aleutia đều bị coi là hành vi tự sát. 4 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Type 093, 3 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Type 091 và một số tàu ngầm chạy bằng năng lượng thông thường Type 039 của hạm đội Bắc Hải của Trung Quốc cũng dễ dàng bị phát hiện ở vùng nước nông của biển Hoa Đông. Đồng thời, chúng cũng sẽ bị theo dõi khi mà đi qua eo biển Miyako. Vâng, nếu Mỹ triển khai một hạm đội hàng không mẫu hạm và một hạm đội tấn công đổ bộ ở Biển Đông, hàng không mẫu hạm Sơn Đông của hạm đội Biển Đông của Trung Quốc, 4 tàu khu trục Type 055 và 9 tàu khu trục Type 052D sẽ không dám rời Biển Đông và sẽ không có thể hỗ trợ các hoạt động ở eo biển Đài Loan. Quân đội Mỹ do đó sẽ phong tỏa eo biển Ba Sĩ và có khả năng tấn công các đảo và dạn san hô quân sự ở Biển Đông của Trung Quốc. 4 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Type 093 của hạm đội Biển Đông nhiều khả năng sẽ bị tàu ngầm Mỹ chặn đứng ngay trước cửa nhà. Người ta ước tính rằng số tàu chiến của Hải quân Trung Quốc thực sự có khả năng hỗ trợ các hoạt động trên eo biển Đài Loan sẽ không vượt quá một nửa. Còn về máy bay chiến đấu J-20 của Trung Quốc, sách trắng quốc phòng Nhật Bản năm 2022 đã tiết lộ rằng có 50 chiếc đang hoạt động. Còn theo báo cáo của Lực lượng Phòng không Thế giới World Air Force năm 2023 thì có 19 chiếc. Máy bay chiến đấu J-20 ở chiến khu miền Bắc cần đề phòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ đột kích từ Hoàng Hải, và máy bay chiến đấu J-20 ở chiến khu miền Nam thì cần đề phòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ đột kích từ Biển Đông. Còn ở chiến khu miền Đông thì chỉ có khoảng một nửa trong số đó là có thể được điều động mà thôi. Về máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc, sách trắng quốc phòng Nhật Bản năm 2022 tiết lộ là có 172 chiếc. Máy bay chiến đấu J-11 Su-27 thì khoảng là 329 chiếc. Còn máy bay chiến đấu Su-30 thì có khoảng 97 chiếc. Máy bay chiến đấu Su-35 thì chỉ có khoảng 24 chiếc mà thôi. Còn theo báo cáo Lực lượng Không quân Thế giới năm 2023 thì ước tính rằng là Trung Quốc có tổng cộng 315 chiếc J-11, J-16, Su-27, Su-30 và Su-35, thấp hơn nhiều so với các nguồn dự tính khác. Về số máy bay chiến đấu này thì có khoảng một nửa hoặc nhiều hơn là có thể được sử dụng trong các trận không chiến hoặc là không kích xung quanh eo biển Đài Loan. Hầu hết các máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc khác có thể sẽ được đưa vào, nhưng mà nếu chúng không giành được ưu thế trên không, tấn công một cách mù quáng thì chẳng khác nào tự sát. Hầu hết các máy bay cảnh báo sớm, máy bay trinh sát và máy bay tác chiến điện tử của Trung Quốc sẽ được điều động. Nhưng nếu không có sự hỗ trợ của máy bay tiếp nhiên liệu, bất lợi của không quân Trung Quốc sẽ rõ ràng hơn. Trung Quốc có rất ít máy bay vận tải, gây khó khăn cho việc hỗ trợ triển khai quân đội và thiết bị mau chóng trên quy mô lớn. Vâng thưa quý vị, nếu Trung Quốc sẵn sàng tham chiến, có thể khó hoàn thành các đợt triển khai quân sự khác nhau trong vòng 30 ngày. Nhưng 60% lực lượng hải quân và không quân của quân đội Mỹ sẽ được triển khai trong thời gian chưa đến 30 ngày.
Bất kể quân đội Mỹ tấn công trước hay là đợi Trung Quốc nổ phát súng đầu tiên trước khi phản công, thì quân đội của Trung Quốc đều không thể giành chiến thắng ở eo biển Đài Loan. Ngoài ra, người Mỹ gần như chắc chắn sẽ mở mặt trận thứ hai ở Biển Đông và cũng có thể mở mặt trận thứ ba ở biển Hoa Đông và Hoàng Hải. Cũng có thể có những tranh chấp mới ở biên giới Trung Ấn. Cuộc chiến của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan cuối cùng nó sẽ dẫn đến chiến tranh ở khắp mọi nơi và quân đội Trung Quốc có thể sẽ sụp đổ trên mọi mặt trận. Rồi, bây giờ thì quý vị hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới để tiếp tục giúp chúng tôi mở rộng chủ đề thảo luận. Xin quý vị đừng quên bấm like và ấn đăng ký kênh để liên tục tương tác với chúng tôi. Còn bây giờ thì Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.